hiện nay DMG em có hai loại kim cương nhân tạo đẹp và cứng như là kim cương thiên nhiên 100%, đặc biệt hơn nữa sáng chiếu lấp lánh và có linh khí như là kim cương thiên nhiên. Kim cương nuôi gọi là kim cương láp tai mình được giám định bởi IGI và GIA. Loại thứ hai là Moissanite Arizona gồm có 198 giác cắt. Swan Moissanite Tweedy Arizona Super Brilliant Fire Cut gồm có 198 giác cắt, 1 gara nước DFL 500 đô la, 2 gara 1.000 đô la, 3 gara 1.500 đô la. IGI nước D VVS2 1 carat 1.800 đô la, IGI nước E VVS2 1 carat 50 2.400 đô la, IGI nước F VVS2 2 carat 2.800 đô la, IGI nước G VVS2 2 carat 50 3.000 đô la. GIA nước dvvs 2 1 cara 2.500 đô la GIA nước y VVS2 1 cara 50 3.450 đô la GIA nước fvvs 2 2 cara 4.200 đô la GIA nước chi 2 k 50 4 đô la Xin gọi DMJ GEMS 480-289-1696 hoặc Zalo 480-289-1696 Youtube DMJ James Free Shipping, Free Refund Giá hồ sale và đăng cần đại lý trong và ngoài nước Website dmjjames.com Có một loài nước mắm thuần khiết Sinh ra để làm nên sự khác biệt Gói trọn tinh hoa của biển cả Đánh thức hương vị đậm đà thường hạn luôn nhắc ta nhớ về cội nước bấm hoàng gia tinh hoa đất Việt. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt Face TV úc châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV. Thời gian qua, tỷ lệ tự tử ở tiểu bang Victoria đã trở nên đáng báo động và do vậy người dân sẽ được hỗ trợ nhiều hơn về sức khỏe tâm thần. Trong khi đó, lĩnh vực năng lượng của Úc sắp phải đối mặt với quãng thời gian khó khăn do tình trạng gián đoạn nguồn cung và giá năng lượng biến động do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino trong năm nay. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Vietface TV. đời sống xã hội Lifeline mở rộng để chống lại tỷ lệ tự tử gia tăng người dân Victoria sẽ được hỗ trợ nhiều hơn về sức khỏe tâm thần để đối phó với tỷ lệ tự tử đáng báo động sau khi dữ liệu thống kê cho thấy trung bình đã có tới 3 người đã tự kết liễu đời mình mỗi tuần trên toàn tiểu bang trong khi nhân số tương đương trên toàn quốc là khoảng 10 người để hạ giảm tỷ lệ này tổ chức phòng chống tự tử Lifeline cho biết là họ đã mở trung tâm hỗ trợ khủng hoảng đầu tiên vào tuần qua để giúp giải quyết vấn đề này Trung tâm này sẽ phục vụ cho khu vực từ Marybeck đến Manningham nhằm giúp đỡ 360.000 cư dân mỗi năm. Giám đốc điều hành Lifeline Nam Carey Leeson cho biết, trung bình cứ 30 giây lại có một cuộc gọi trên toàn quốc và nhiều người đến từ Victoria. Cũng theo lời bà Leeson thì trung bình có 8.6 người Úc đã chết vì tự tử mỗi ngày và điều quan trọng là phải phát triển các cơ sở tình nguyện viên để đảm bảo Lifeline có thể giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Tử vong do tự tử đã tăng 9% ở Victoria từ năm 2021 đến năm 2022. Đây là mức cao nhất mà tiểu bang từng chứng kiến trong 23 năm. Tự tử là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người Úc trong độ tuổi từ 15 đến 44. Hiện có 250 tình nguyện viên hỗ trợ khủng hoảng ở Victoria, khoảng một nửa số lượng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Trên toàn quốc, Lifeline đã nhận được kỷ lục 1 triệu 070.860 cuộc gọi vào năm 2021 với tỷ lệ trả lời trung bình khoảng 90%. Có hơn 26.000 lượt tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ trong tháng 1 trên khắp nước Úc. Con số cao nhất được ghi nhận theo dữ liệu từ Lifeline. Lifeline Nam được đặt tên với sự tư vấn của Urung Deriwoy, Urung Cultural Heritage Aboriginal Corporation và lần đầu tiên được công bố vào tháng 3. Nó cung cấp dịch vụ cho khu vực nội thành và ngoại ô phía đông của Melbourne, bao gồm Essendon, Mooney Ponds, Richmond, Hawthorne, Glen Iris, Croydon và Christian Park. Tin biến đổi khí hậu Hiện tượng El Nino gây rủi ro cho hệ thống lưới điện tại Úc. Lĩnh vực năng lượng của Úc sắp phải đối mặt với quãng thời gian khó khăn do tình trạng gián đoạn nguồn cung và giá năng lượng biến động. Theo trang mạng abc.net.au, cơ quan khí tượng VOM mới đây vừa tuyên bố khả năng xảy ra hiện tượng El Nino trong năm nay là 70%. Điều này có nghĩa là ngành điện năng của Úc sắp phải đối mặt với quãng thời gian khó khăn do tình trạng gián đoạn nguồn cung và giá năng lượng biến động. Hiện tượng El Nino có thể dẫn đến nhiệt độ tăng cao và các đợt sóng nhiệt. Đây là những yếu tố có thể thúc đẩy nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là vào mùa hè, đồng thời dẫn tới việc một số nhà máy điện sẽ không đảm bảo cung cấp đủ công suất. Trong khi đó ngành điện của Úc cũng sẽ phải vật lộn với những cơn gió ngược nghiêm trọng khác. Tạm thời mạng lưới điện của Úc vẫn có thể hoạt động ổn định vào mùa hè năm nay, tuy nhiên đối với những gì sắp diễn ra trong thời gian tới, Australia cần lên kế hoạch để đối phó với những điều tồi tệ nhất. Như vậy thì hiện tượng El Nino sẽ khiến nguồn cung cấp điện sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Việc sử dụng điều hòa nhiều hơn vào mùa hè có thể khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt là trong các đợt sóng nhiệt. Bên cạnh đó, các nhà máy phát điện, trong đó các nhà máy điện sử dụng than, khí đốt, năng lượng mặt trời và gió, có thể hoạt động kém hiệu quả hơn khi nhiệt độ nóng lên và do đó cung cấp ít năng lượng hơn cho hệ thống lưới điện. Hơn nữa, đường dây truyền tải càng nóng thì việc truyền tải điện càng trở nên kém an toàn, điều này làm giảm khả năng truyền tải điện. Khi lưới điện trong tình trạng quá tải, điều này có thể dẫn đến hiện tượng chạm cắt điện ở một số đường dây khi nhu cầu tổng thể cao hơn nguồn cung, nhằm ngăn chặn nguy cơ toàn bộ hệ thống hoạt động tối thiểu thiếu ổn định và dẫn tới rủi ro. Điều này đã xảy ra ở bang Victoria vào đầu năm 2019 khi hơn 200.000 khách hàng bị mất điện trong quãng thời gian nắng nóng khắc nghiệt. Ngoài hiện tượng El Nino cũng dẫn đến tình trạng khô hạn và thiếu mưa, điều này có thể làm giảm công suất của các nhà máy thủy điện. Bang Tasmania đã phải đối mặt với vấn đề này vào năm 2016 và dẫn đến một đợt khủng hoảng điện tại đây. Ngoài việc phải đối mặt với El Nino, ngành điện ở Úc còn phải đối phó với những khó khăn khác. Đầu năm 2023, cơ quan điều hành thị trường năng lượng AEMO cảnh báo nhu cầu về điện có thể vượt quá công suất cung cấp điện trong thập kỷ tới do các yếu tố như hình thái thời tiết khắc nghiệt hoặc sự cố hư hỏng tại các nhà máy phát điện. Ngoài ra, AEMO cũng đã chỉ ra sự chậm trễ trong tiến độ triển khai dự án thủy điện Snowy và nhà máy điện Curicuri chạy bằng khí đốt, cả hai đều ở New South Wales dự án Kurikuri đã bị trì hoãn trong một năm qua. Dự án này trước đó dự kiến khánh thành vào tháng 12 năm 2023, đúng vào thời điểm mùa hè đầu tiên chứng kiến nhà máy điện than lít đồ lâu đời nhất của Úc đóng cửa. AEMO cho rằng hệ thống lưới điện của bang New South Wales dự kiến sẽ vẫn đáp ứng nhu cầu về điện cho các khu vực tại đây một cách ổn định trong vòng 5 năm tới. Một hệ thống cung cấp điện ổn định có nghĩa là đáp ứng ít nhất 99.99% .99 nhu cầu được dự báo hàng năm. Việc không đáp ứng nhu cầu có thể sẽ dẫn đến gián đoạn nguồn cung hoặc tình trạng mất điện. Tuy nhiên, AEMO cho rằng sự chậm trễ trong tiến độ của dự án Curicuri có thể gây rủi ro cho sự ổn định của lưới điện tại bang New South Wales vào mùa hè tới. Hệ thống lưới điện quốc gia càng phải đối mặt với áp lực khi nhà máy nhiệt điện than Calisi ở bang Queensland vẫn chưa hoạt động trở lại sau hơn 2 năm kể từ khi xảy ra vụ nổ tại đây. Chủ sở hữu của nhà máy hồi tuần trước đã thông báo rằng nhà máy này sẽ không hoạt động đủ công suất cho đến giữa năm 2024. Với những khó khăn trên, kết hợp với nguy cơ cao xảy ra El Nino, ngành điện của Úc có thể phải đối mặt với một mùa hè đầy thách thức. El Nino có thể tiếp tục diễn biến bất thường trong những năm tới. Vào tháng 8 sắp tới, AEMO sẽ công bố một báo cáo đánh giá mới về mức độ ổn định của lưới điện trong thời gian tới. Báo cáo cũng công bố về các tiêu chuẩn về độ ổn định của lưới điện mà nước Úc sẽ cần phải đạt được trong giai đoạn này. Nếu thoạt nhìn, đây có vẻ là động thái tốt. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá, có thể báo cáo sẽ có thể không phản ánh hết những rủi ro thực sự trong thời kỳ El Nino. Báo cáo đánh giá xem xét một số kịch bản dựa trên những dự báo khác nhau về nhu cầu sử dụng điện, các kịch bản dựa trên và điều kiện thời tiết cơ bản. Trong khi đó, nếu El Nino xảy ra vào mùa hè năm nay, các điều kiện thời tiết sẽ không còn ở mức trung bình cơ bản. Australia có khả năng sẽ phải trải qua giai đoạn thời tiết khô và nóng, yếu tố có thể dẫn đến nhu cầu sử dụng điện cao hơn và tình trạng mất điện trên hệ thống có nguy cơ xảy ra. Do vậy báo cáo sẽ không phản ánh đúng điều này và nguồn cung cấp điện đang phải chịu áp lực rất lớn trong khi báo cáo cho rằng hệ thống vẫn đáp ứng tiêu chuẩn về ổn định. Tiếp tục tin về những ảnh hưởng của El Nino, nước Úc cần phải làm gì để hạn chế những ảnh hưởng những rủi ro trên rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ và một số giải pháp phù hợp có thể sẽ giúp giảm thiểu rủi ro. Hiện tại, AEMO đang áp dụng một cơ chế có tên là giao dịch dự trữ khẩn cấp và ổn định nhằm duy trì độ ổn định và đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện. Chẳng hạn, các nhà máy lớn trong lĩnh vực công nghiệp sẽ được khuyến nghị tạm ngừng vận hành nhằm cắt giảm nhu cầu sử dụng điện hoặc khởi động các máy phát điện chạy bằng diesel. Về trung hạn về ứng dụng hệ thống năng lượng mặt trời, áp mái và bộ lưu trữ năng lượng quy mô nhỏ hiện đang cho thấy nhiều hứa hẹn. Đây là các sản phẩm công nghệ được lắp đặt tại các hộ gia đình và các doanh nghiệp. Công nghệ trên có thể làm giảm nhu cầu tiêu thụ điện vào thời điểm cao điểm và có thể được triển khai nhanh hơn so với các dự án lớn. Về lâu dài, nước Úc cần trang bị nhiều công cụ hơn, trong đó bao gồm việc mở rộng nguồn năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng khác có thể đấu nối kết hợp với hệ thống lưới điện khi cần thiết, cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng truyền tải điện. Một số hình thức tài trợ của chính phủ liên bang chẳng hạn như kế hoạch đầu tư công suất gọi là capacity investment scheme nhằm thúc đẩy các dự án sản xuất và tích trữ năng lượng tái tạo cũng như chương trình hiện đại hóa lưới điện gọi là rewiring the nation có thể giúp hiện thực hóa điều này. Thực tế là các nhà máy điện than lâu đời của Úc đang trong quá trình chuẩn bị đóng cửa hoặc vẫn đang hoạt động đang là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu ổn định của hệ thống điện. Tình trạng biến đổi khí hậu khó kiểm soát, trong đó nguy cơ xảy ra thiên tai và hình thái thời tiết khắc nghiệt gia tăng cũng sẽ làm tăng thêm áp lực đáng kể lên hệ thống điện quốc gia. Thật không may là hoạt động đầu tư vào công nghệ tái tạo và giảm phát thải ở Úc đã được khởi động chậm hơn so với mức cần thiết, điều này làm cản trở nỗ lực giảm phát thải của Úc và đặt ra những câu hỏi về độ ổn định của nguồn cung cấp điện của nước Úc khi El Nino xuất hiện. Sau cùng cũng tin liên quan đến El Nino, nhiệt độ toàn cầu cán mốc kỷ lục mới trong mùa hè Nhiệt độ toàn cầu có khả năng sẽ còn lập thêm nhiều mốc kỷ lục khác nữa do hiện tượng thời tiết El Nino, sau khi nhiệt độ toàn cầu đã nhanh chóng vượt quá ngưỡng giới hạn trong tháng 6 này. Các nhà nghiên cứu thuộc chương trình quan sát biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết, lần đầu tiên trong tháng 6 đã ghi nhận nhiệt độ bề mặt toàn cầu tăng 1.5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là mức giới hạn đã được các chuyên gia khí hậu và các chính phủ đề ra theo thỏa thuận trong Hiệp định Khí hậu Paris nhằm ngăn chặn những tác động không thể đảo ngược đối với môi trường toàn cầu. Tuy nhiên, theo bà Samantha Burgess, giám đốc chương trình Copernicus, thì việc được nhiệt độ toàn cầu tạm thời tăng vượt quá giới hạn không có nghĩa con người đã vi phạm Hiệp định Khí hậu Paris. Vi phạm chỉ được xác định khi mức tăng nhiệt độ duy trì trong thời gian đủ dài như vài thập kỷ thay vì chỉ là vài tuần. Mặc dù vậy, việc nhiệt độ trái đất đã có 11 ngày vượt quá ngưỡng 1.5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào mùa hè cho thấy tầm quan trọng của việc chúng ta cần phải theo dõi chặt chẽ hơn sức khỏe của hành tinh. Đây cũng là lần đầu tiên nhiệt độ trái đất ghi nhận mức tăng kỷ lục trong tháng 6. Hiện tượng thời tiết El Nino kéo dài trong nhiều năm sẽ còn kéo theo nhiều diễn biến thời tiết cực đoan trong tương lai. Bà Burgess cảnh báo nhiệt độ năm 2024 sẽ còn cao hơn năm nay khi El Nino bước vào giai đoạn phát triển và khi nhiệt độ toàn cầu càng cao thì càng gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và nghiêm trọng hơn. Tháng trước, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cũng đã cảnh báo nhiệt độ toàn cầu sẽ cao kỷ lục trong 5 năm tới. Theo dự báo của tổ chức này, có tới 98% xác suất năm nóng nhất sẽ rơi vào giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027 và trái đất có thể sẽ ghi nhận kỷ lục về nhiệt độ trung bình trong quãng thời gian này các chuyên gia khí hậu cho biết hiện tượng el nino sẽ mạnh lên trong những tháng tới và nếu kết hợp với biến đổi khí hậu do con người gây ra thì có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao chưa từng có điều này sẽ gây ra những tác động sâu rộng đối với sức khỏe an ninh lương thực và quản lý nguồn nước môi trường của con người với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.